Sẽ ra sao nếu mình phối hợp mà 1887 quả nộ và combo siêu trâu? Ok, lại là mình đây. Ngày thứ 18 tiếp tục cuộc hành trình và series leo tốt thân thảo súng M1887 tại Việt Nam. Hôm nay mình cùng người bạn Only, người bạn Queen Bro và bạn Marvel, bốn anh em tụi tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình mà sẽ khiến cho mọi người khá bất ngờ đây. Hiện tại bây giờ tôi cũng đã là 28.505 điểm rồi và chỉ cách bạn top 2 đâu đó còn 200 điểm nữa thôi, mình sẽ đột top của bạn đó. Và chỉ còn cách bạn top nhất là đúng 500 điểm nữa. Còn bây giờ thì let's go! Ban đầu, ngay sau khi vừa vào trận đấu, nhìn sang team Minh Địch bao gồm bạn Jack QT, bạn A Em Hưng, bạn Đạt và bạn Duy Hoàng. Ôi trời ơi, cái team này gắt phải nổi. Nhưng mà không sao, lúc này anh em bọn mình cũng đã di chuyển vào được nhà gỗ rồi, phát hiện ở trước mặt vẫn còn một tên địch đang ngồi để bắn lén. Nghe được những lời đàm thiếu qua loa linh tinh của bạn Quyền Bro bảo rằng thanh niên trong nhà chỉ còn có một máu thôi, thì mình cũng tích tắc cầm cái chai đàm thiếu qua giả cho vài cái nữa, nhưng mà nó nạ lắm. Tới tận mấy trăm máu thì thanh niên này mới gục lận. Lúc này thì cũng may là nó hết cứu nhanh rồi, cho nên mình cũng thuận tiện và hạ gục hai người này nằm xuống. Tỷ số cũng đã là 1-0 nghiêng về team tôi. Sang tới ván đấu thứ hai, lần này mình cũng đã mua được khẩu M1887 trên tay rồi mà hai người đồng đội lại quyết định đi móc lén. Ủa mày rồi, tuyệt rồi. Có vẻ như cái nước đi này team địch không ngờ tới thì phải. À đây rồi, mày quyết tâm thừa thắng xông lên. Với lại đây là những điểm cuối cùng để mình lên top Việt Nam nữa, cho nên những người đồng đội bắn cực kỳ cẩn thận. Ngay tại chính ngôi nhà này chỉ có mình và bạn Only thôi, còn khu vực bên trái đó chính là bạn Marvel và bạn Quyền Bro. Ui ui, đâu rồi? Ai đây rồi? Thì ra là có một anh thanh niên đang ở phía sau mình nữa chứ. Chàng ơi, chơi mà cắn lén thế này chắc bữa nào tôi bẻ găng quá nha. Trong lúc mà tôi hạ gục được bạn này nằm xuống thì chắc chắn có tới tận mấy người nữa đang kéo vào. Đúng là suy đoán của mình không sai, quyết định lần này đặt keo và bật Orion ra, nhưng mà tôi không biết lý do tại sao mà mình lại nóc luôn. Ủa, tôi đang bật Orion mà cái quần què gì vậy? Nhưng mà không sao, nhìn lên trên bản đồ team địch chỉ còn có hai người thôi mà những người đồng đội tôi còn tới tận 3 lận thì làm sao mà thua được. Thằng trên tầng nó ăn một viên nữa. Hình như là cũng nghe được thằng tinh thần nó ăn một viên rồi, cho nên bạn Marvel lần này vào nô sự cốp cực kỳ đẳng cấp và mang về tới tận 2 kêu hòa gục luôn. Ôi trời ơi, team tôi bắn hơi bị nét luôn nha. Sang ở ván đấu kế tiếp tại khu vực tranh trại, biết rằng nếu như ở ván đấu này mình chỉ dùng một khẩu M1887 thôi không thể nào giành được phần thắng, cho nên tôi cũng quyết định cầm thêm một khẩu AWP để cover tầm xa. Tuy nhiên lần này người đồng đội Only cũng đã phải nằm xuống, mà có vẻ như tất cả các bạn binh địch bây giờ đang tấn công qua mình thì phải nha. Cho nên lần này tôi quyết định cầm ra một khẩu M1887. Đúng là dự đoán của mình không sai tiếng nào khi vừa hạ gục được bạn Zach QT nằm xuống. Cũng may mắn là mình nghe được tiếng chân và mình rút được cái súng ra kịp. Ui, hình như vẫn còn nữa. À đây rồi, chắc chắn luôn. Mình sẽ ngồi đây quay lại một bình máu. Và tôi vẫn đang nghe tiếng kéo cò ở phía ngoài. À đây rồi. Chạy đi đâu? Có vẻ như thanh niên này cũng đã ăn một viên AWP rồi, bởi vậy mình chỉ cần sụt hai viên là bạn ấy cũng đã phải nằm xuống liên tục lần này. À đây mày đó. Chứ nếu bình thường là bắn 4 viên nó đâu có chết đâu, bắn tới viên thứ 5 nó mới ngụm củ tỏi. Và lần này tụi mình cũng đã giành phần thắng vô cùng tuyệt đối với tỷ số 4-0. 80 điểm đầu tiên trong ngày hôm nay. Ôi trời ơi, thiệt là quá tuyệt vời luôn. Cố gắng lấy được top 2 rồi sau đó cũng sẽ lấy luôn cái top nhất nhá. Sang trận đấu kế tiếp cứ tưởng đâu gặp ai, ai ngờ mình gặp ngay bạn Hưng mà bạn đó đổi tới tận 3 thành viên lận. Chắc có lẽ do mấy thanh niên kia bắn hơi tạ quá đây mà. Quyết tâm trả thù của bạn đó bây giờ còn bự hơn cả cái bánh xe bò nữa, cho nên chỉ vừa bắt đầu trận đấu thôi cũng đã đâm đầu qua và bạn Only cũng đã mang về một quả chip bơ khiêu vô cùng đẳng cấp. Trời ơi, rõ ràng là mình chưa kịp làm gì luôn nữa mà lần này thì đã có M1887 bắn rồi, béo bở ghê. Nhưng mà mọi chuyện tới bây giờ mới bắt đầu xảy ra nè. Các bạn ấy liên tục ném khóa kỹ năng và ném lụ cho những người đồng đội mình ăn. Tuy nhiên mặc dù cũng đã rất là cố gắng, nhưng mà lần này có một mình tôi làm sao chống cự lại được tới tận 4 người đây. Chuyện cũng đâu vào đấy cả rồi. Lúc này chắc có lẽ tôi xác định 90% bị mất khẩu M1887 rồi đó. Ôi trời ơi, cay tới nhờ. Tụi này nó công ác thiệt, chứ nếu không là mình vẫn ok rồi. Nhưng mà không sao, ván đấu kế tiếp cũng đã được bắt đầu. Lần này trời ơi lại bị cam. Tụi tôi chuyên gia luôn á, chỉ vừa chạy ra thôi mà bị mấy thanh niên bên đây cam cực kỳ nhiều. Đã kéo tầm auto headshot rồi mà còn đi núp lén nữa thì ai mà chơi cho lại. Lúc này thì người đồng đội cũng đã cho tôi một like để cổ vũ tinh thần. Thấy được tất cả các bạn đó vẫn đang gình gặp ở phía bên phải, nhưng mà tôi đâu có bắn được đâu. Cầm khẩu shotgun này thì làm sao bắn được tầm xa, mình chỉ chờ nó kế bên rồi mới bắn được thôi. Thiệt tình là quan sát qua vị trí của bạn Marvel, chỉ mong rằng Marvel sẽ giành được phần thắng đối với cái tên vừa công bạn ấy thôi. Nhưng mà lần này Quyền Bro cũng đã phải nằm xuống và tiếp tục là bạn Marvel. Tôi thì đã hạ gục được một anh thanh niên nữa, anh thanh niên áo vàng lúc nãy trâu bò nè. Trời ơi, rồi xong mày, bị khóa kỹ năng nữa thì làm sao mà bắn. Mèn đét ơi, đậu xanh á, mình đang cầm Orion cân 2 thì mình vẫn cân được, nhưng mà nó đã khóa bà cái kỹ năng rồi, chơi chọi gì nữa.
thì mọi chuyện đâu cũng vào đấy luôn các bạn ơi. Mình là nhận thất bại thêm một lần nữa rồi. Nếu như cái cách mà mọi người xem video của tôi thời gian gần đây thì á, anh em nào đang xem thêm video mà chưa ấn vào nút like thì mọi người nhanh tay bấm vào nút like giúp mình nha, để mình có thêm động lực ra nhiều video hay nha anh em. Tại vì kênh tôi cũng đang bị mất đề xuất á, mà nhiều khi tôi biết là mọi người cũng muốn tôi có đề xuất lắm, nhưng mà do mọi người xem video nhiều khi có một số anh em thì không ấn, còn có một số anh em thì quên á, cho nên là mọi người nào quên ấn thì các bạn bấm vào nút like giúp mình nha, một lần thôi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cuối cùng thì anh em tụi tôi cũng đã giành được phần thắng với tỷ số 4-2 vô cùng thuyết phục, và lại tiếp tục một lần nữa 80 điểm được cộng cho tôi. Sàn ván đấu kế tiếp gần như tất cả các bạn hồi nãy cũng đã bỏ cuộc rồi, và lần này mình gặp ngay Nobita 88%. Ôi trời, vậy là Nobita này vẫn còn pha ke à. Bạn Đức XH, bạn Văn Hiếu và bạn BBC, lúc này ván đấu chỉ vừa được bắt đầu thôi, mình thấy dấu Moco cũng đã hiển thị lên và bạn Tam Loli cũng đã phải nằm xuống. Tuy nhiên là vẫn chưa có vấn đề gì cả, khi mà team Minh Địch bây giờ cũng đã gãy một người rồi, mình đâu có gì phải sợ. Ôi trời ơi, đây mày hả mày, cố gắng câu hết giờ và hết thời gian luôn để cho bạn Oli hồi máu, và lần này mình chỉ vừa nhảy ra cũng đã tặng cho anh thanh niên này tới tận mấy viên vào đầu. Ui giời, gì vậy? Kiểu này chắc khóa đẹp sớm quá ông nào, tự nhiên nghiêm đầu kê lắm nào. Đến cái ván đấu kế tiếp khi mà tỷ số bây giờ cũng đã là 2-0 rồi, mà người đồng đội số 3 của mình, trời ơi, dường như là mẹ bạn đó kêu đi mua đồ hay là làm gì thì phải, mà cứ ngồi AFK tại nhà luôn. Thế chừng người đồng đội của mình gục hết rồi mới lên bắn. Lúc này lên thì nó chỉ cho ăn tru pin thôi chứ làm sao đỡ nổi. Nhưng mà may mắn mình cũng đã hạ gục được bạn Bill nằm xuống, và cũng chắc được vài chục điểm rồi đó. Ôi dài ơi, đau đến gục ngã ghê ông nội. Thanh niên này kéo mình tới tận bay đầu khẩu MP40 luôn. À, tỷ số bây giờ bên team địch cũng đã dần dần rút ngắn, còn có 1-2 thôi. Tới cái ván đấu kế tiếp hàng team. Ơi gì đó, sao nóc rồi? À đây, còn một người. Tới công trạng với tôi nha bạn ơi. Ôi, đậu xanh nó nãy nó báo bao nhiêu thì bây giờ nó cũng đã tỏa sáng bấy nhiêu rồi, mang về tiến thắng tới lại 3-1 cho team của mình luôn kìa. Lúc này thì trên vai tôi đang là tới tận 2 khẩu M1887. Tôi đâu có dám cầm một khẩu đâu, tại chứ không phải giỡn chơi đâu các bạn ơi. Bây giờ sau khi quan sát lại tớp thân tạo súng của mình cực kỳ hạnh phúc, khi mà cũng chỉ còn thua bạn tớp 1 300 điểm nữa thôi thì mình lấy luôn cái bạn tớp 1 rồi. Trời ơi, đặt cái tên vô quần què ông nội. Bây giờ thì vào cuộc hành trình trên livestream nha, let's go. GLD nang 12 giờ ghép gặp bọn hai thằng hách chứ không ai đáng. Bữa nay nó kêu hách khác vô kìa, thấy không, hai thằng luôn. Từ á mới ăn nổi. Đây, một thằng ở dưới nè. Ờ, đơ chuột. Bởi vì hách chạy mà 263 một thằng áo nè. Còn thằng hách nó ở nhà phải không? Zed Rolling. À, thấy chưa anh em, thấy chưa anh em. Nó lại còn mang cuốn nữa. Ui giời ơi, thôi bữa nay xong với nó rồi. Lấy đâu? Nó đây. Ui á, nó chặn keo cho hết rồi. Mày, ui trời ơi. Bình tĩnh anh em ơi, bình tĩnh. Vì giờ xuống sao mày cứ đâm đầu giờ xuống? Cứ chạy vòng là nó bắn mình chưa có trúng đâu. Em xuyên. Thì biết là nó xuyên nhưng mà mình cứ chạy vòng xíu. Ơ, mày ơi, nó cuốn nhanh rồi. Hách với tao à, mày hách với tao hả, cho bay cái đầu luôn, cuốn đỏ luôn anh em à. Phát của mình tha đẩy, chứ anh em đừng có đẩy vội. Quan sát nó ở đâu đã. Kỹ thắng chán này mua tóc chạy đi. Bây giờ mình phải vô nhà mình chạy vòng vòng anh em ạ. Hay, ủa chết thằng kia hả? Cậu ông ơi, đi chết tú rồi. Đây. Nóc một nè. Ôi nó cứu tiêu kia rồi. Sao mình chết eo rồi. Em bắn lớp xin được, này nhật keo, cứu được mày. Chạy vô trong nhà, chạy vòng vòng là không có bị. Keo, nhìn nó lấy mày. Chạy vô nhà, chạy vòng là không bị anh em. Để mình đợi bố cuốn mình hấp nó, anh chết thằng rồi. Zed Rolling, bắn hay quá. Từ từ anh em ơi. Hay. Qua sút. Hát thành công đúng không? À đây, hát ở dưới nè. Nè, nóc hết rồi. Rồi, ăn rồi. Còn nói đâu đã anh em ơi. Cộng qua luôn, đi qua luôn. Cái bạn bên kia đi. Cãi bên kia, băng mấy cái thôi.
Sút vậy? Ôi, bắn bóng nồng kìa. Sút tự nhiên má nhảy vô, bị kia bắn chết luôn hả? Ở trong mình nè. Anh chết rồi. Nó bắn cứu anh thôi. Không, anh chỉ cách rồi, từ từ em. Từ. Nó bị kẹo rồi. Chết nữa nè. Nóng ai nè. Còn một nữa. Ừ, đúng rồi, anh tính bắn cam mà thôi, suy nghĩ lại. Ủa, nãy có một búp không? Có, ok. Đẩy luôn anh em ơi. Nó góc nào vậy ta? Một là mình đẩy, hai là mình cam thôi. À đây nè. Đây nè. Mày chạy đâu? Hay, hết lõi. Tám mươi điểm tuyệt vời, 80 điểm đầu tiên mà lại ăn của thằng Hách nữa anh em à. Ok, hành trình 1000 điểm lấy top 2 bắt đầu tiếp tục nha anh em. 80 điểm đầu tiên mà 80 điểm này lấy của Hách nữa, mày đẳng cấp rồi chứ. Cái thằng Hách này nó cay anh em à, nó rủ mấy khác trong đá rồi kìa. Nó mới mời em vô vấn đầu. Nó rủ đại ca vô đá rồi. Nó rủ đại ca nó vô rồi, Nó nghe cầu thang á. Thằng Hách này rủ đại ca nó vào rồi anh em ơi. Má, ván nãy mình ăn cũng hơi khoai nha anh em. Tự nhiên ván này gặp nữa vãi cái chưởng thiệt cái chứ. Ui. Bay đầu một, chết một rồi. F long đại lò ở đó mà đần ca. Ôi, nó bật cứu. Còn hết kìa. Hay. Cái. Nó bị khùng cái gì anh em ơi, nó bật đủ thứ rồi. Ôi đi rồi. Má thêm quỷ nè. Quỷ thêm thằng này cam trên đây nữa. Trời ơi. Má bẩn thỉu thế. Nãy bắn không lại mình, giờ kêu anh em khác vô bắn. Ở đây. Bên đây nè, nó cầm cái skin anh nữa. Nó lượm cái skin anh đó nha. Ủa, còn thằng hách nữa hả? Ôi. Nó lượm cái skin anh rồi, thôi lấy này đi rồi. Má vãi chưởng kìa ông nào. Trời ơi, nghĩ sao? Nó hách mà nó đi. Nó mời mấy kia vô, nó bắn không lại mình, cái nó mời anh em cứng luôn. Bay qua gấp B. Bốn thằng nó chơi hồi đầu. Hay. Chưa. Hát kìa mày ơi. Ép lòng. Em vô cố. Nóng bọng nè. Còn. Hát trên nào. Nó đâu hả? Hát trên nóc. Nhảy lên. Hát trên nóc. Anh Tô, ông cho anh không mày nhảy lên anh Tô. Thôi, chạy lần lại thôi. Hay. Hay quá. Ngủ, mày đi. Hay. Hát đâu rồi? Ui. Nó ở dưới toilet. Con hát nè. Mày hát full đồ. Bây giờ nó kêu cá tập đoàn hát nó vô nó cũng phải không thiệt. Bây giờ nó kêu cái tập đồng hết nó vô nó cũng không thét anh em ơi. Hết mà gặp mình hai ván liên tục không thét hết hai ván rồi anh em à. Trời ơi. Đỡ sao mà nổi 80 điểm. Thầy. Alo. Thắng nó chơi Orion rồi kìa. Nãy thấy nó chơi đĩa bay giờ nó chơi Orion rồi. Ông già ông nội. Này là tiếng ông già. Ông già giữa mùa đông. Ờ. Anh qua yêu. Tư nói em ở đâu? Thắng à thắng. Ui một đầu khoe. Bỏ chạy là trên hết anh em ơi. 36 kế thì anh em biết kế gì là trên hết rồi đó.
rồi luôn, đồng đội mình lại một lần nữa đi bụi. Còn đúng mình tôi tiếp tục. Lần hai chắc là mình không làm quả quách kêu đâu anh em, bắn quách kêu nhiều quá hơi chán á. LZH chấm. Thôi chắc bây giờ mình nóc đi rồi mình làm bảy quả double kill thôi. Sao? Đù, chị em lại quách kêu. Thằng kia mờ 500 thôi. Không phải rén. Đù. Mấy này chém anh được mấy sợ á. Nó cầm kiếm nó chém anh không được đâu. Rồi. Anh bắn gốc cây được mấy viên. Ê cho anh cuối đi, cho anh cuối đi. Cho anh cuối bắn phát phun đỏ đủ đi. À đây à. Ôi nó khóa hết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Kéo mạnh quá anh em ơi. Bắn giải được thì em cuối cây si. Trời ơi. Bắn đi Hoàng, anh ra nè Hoàng. Nóc một Hoàng ơi. Ôi nó khóa hết rồi, Ê, yếu hai luôn. Thằng này một máu luôn. Bắn nó đi, bắn nó lụm lên cho anh chanh. Hay, lụm cho anh chanh. Trời ơi, em chưa bắn được không? Em bắn được có đam rồi. Nhưng mà ngặt cái bây giờ thời gian bây giờ thầy bắn quá kỹ nè. Cho nên là nó khó bắn đó chứ. Một nam Hiền Lam Phơ, mấy giờ có cất vậy anh? Để thầy lên top 2 Việt Nam cái em này. Rồi đẹp hoàng, thoại sung thế nhờ. Bắn đi em, bắn đi. Ơ! Chết ra rồi, ôi em bị khóa rồi, anh em vô phụ anh phát ơi. Trời ơi, xong rồi. Anh bị khóa, anh nằm trong đây đâu có làm gì được đâu. Trời ơi, đâu đây bắn hả? Còn hai hồi báo kỹ làm được, hồi báo kỹ là làm được, cầm gần dây ít mà. Ui má, đầu to thế. Đốt quán nàng khám báo cho anh biết có con ấy không nha, có cái con... Hay! Có con anh đưa hết tỉnh thì báo anh nha, nó cứu bà rồi. À, nó lú nguyên cái đầu to đùng như trời. Ê, đầu to vậy? Chào con chú cóc kìa. Kéo. Ui. Giọng meo lại vậy. Rồi đuôi dây ít nè, bắn kìa. Giọng meo mới đi Bình Dương về, bể vậy giọng vậy đó. Dương phẫu thuật. Rồi đi bay. Đó, đi bay giờ mới khó chịu quá. Kế. Này. Tam Phai. Anh Tô đẹp trai. Em hàng nét luôn nào, cũng ghê. Khiếp ghê ông nội. Ghê. Bạn này khiếp ghê anh em à. Bạn này xử lý quá khiếp luôn anh em. Giờ anh mà lên chắc em hết thanh xuân. Trời sắp lên rồi. Vãi chưa. Ở dưới là thằng MH còn á. Thằng này là MH ốc bò anh em ơi. Vậy mà nó vẫn chơi chung với nhau được. Đẳng cấp thiệt. Hoàng xung ba khía quá nè. Xung ba khía hê, từ từ. Ui. Thằng kia cầm một trong. Nó công Khánh kìa, Khánh. Hay Khánh ơi. Đợi em móc nè tôi. I'm qua you. Ok bye đi ZH. Nè. Để anh hòm áo cái. Từ từ Phúc đừng bắn, đừng có bắn nào hết. Nóc khoét là no luôn á. Hãy. Từ từ anh qua nè. Mày chiếm mày. Mày chiếm mày. Mày chiếm mày. Cái đó mà nó chém, nó chém mày chết ở đây anh bắn nó cũng tới đích rồi. Ui má. Mau về vậy. Ôi, bờ trời ơi, nó địch anh ở đây đúng rồi. Hãy. Một đống máu rồi kìa. Rồi chết rồi. Đù. Thằng trước mặt, thằng này yếu luôn á, đang bơm kìa. Công bả đi. Ờ, có thằng đằng xa nữa. Ui. Ôi, hai viên không chết. Thằng kia yếu. Từ từ anh hồi máu cái, anh hồi máu cái. Còn 3-3 hả? Ok.
Đi một con biển. Ôi giời ơi, hai thằng luôn. Hai thằng ở phía sau nha. Thì nghỉ nướng. Em thích xem thầy bắn on. Hay. Rồi phá đó Khánh. Khánh cục sớm quá. Khánh sung quá vậy. Rồi đi rồi. Cao âm. Bên trái, bên trái nó đi tầm xa. Bên phải của em đây cũng có một nè. Chặn, chặn, chặn góc phải đi, mình bắt góc trái đi. Chạy qua phải hết đi anh em ơi. Ê, hình như trước mặt anh tôi có một thằng nãy giờ nó kêu à, vô trong rồi đấy. Yêu, yêu, yêu. Thằng này một máu rồi, nó chặn keo anh rồi. À, nãy em dễ nó chăm máu rồi. Anh bắn nó đúng đúng còn một máu luôn á, mà nó chặn keo anh nè. Từ từ anh em, hai đứa kia từ nha. Má xui nhờ. Tự nhiên nó chặn keo xui ghê ông nội, anh đục nó ba viên luôn rồi. Ê, phút gì vậy? Phút hồi, hồi máu đi phút. Đồ đáng. Honest Duty, tiếp tiếp đi nhóc. Bắn đi anh em. Hay. Hay. Từ từ. Nóc nè. Bò. Nóc hai. Còn máu thôi, còn máu thôi. Từ 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 từ. Hay. Ủa, căng này bắn căng lắm anh em à, không phải dễ đâu anh em nha. Gắt hoài. Ừ, gắt lắm á, đậu xanh. Bắn gắt cực luôn. Ê khoan, 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 hãy sẵn sàng, đừng có sẵn sàng. Gắt lắm anh em à, đậu xanh canh này giỡn đâu, 80 điểm anh em thấy vất vả, 80 điểm không? Lấy được 80 điểm không phải dễ anh em ơi. Tây Xuân. Ôi, 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 không, thằng, không, thằng Thắng nó kêu thằng nào AFF quân vô rồi nè. Lát một phát leader thôi. Chứ còn lại là không có đơn. Thôi, TS cây cun gì đó bắn ảo lắm anh. Ủa thằng đó bắn ảo lắm hả, cái thằng té. Đưa nè, đưa nè. Cái thằng té, anh em trên line nói cái thằng té. Chạy, lũ, lũ, máy lũ ngộ. Cái thằng té kia cun đó bắn ảo á, anh em trên line nói vậy á. Ờ chạy, 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 chạy. Nó gặp rồi, nó gặp anh chết luôn rồi. Hay, còn một bạn ơi. Lên, lên. Phát canh, canh. Đừng, đừng, đừng. Ui, ôi trời ơi, mày vô đây chém mày chết. Má, cu này cũng góp hết nhở. Đúng rồi. Bình bình, God. Thắng ở dưới á. Trên. Thầy sụp bờ 18 là thầy quy tính rồi. Để xếp A, thằng chạy về rồi, thằng chạy về rồi. Ngay chỗ Hoàng đó, Hoàng ơi, từ Hoàng ơi. Ngay chỗ của một ơi. Đi móc tới nhà người ta bạn mà. Bắn kỹ rồi đi Hoàng, đừng có đi móc em. Chung đi chứ. Hay 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 Phú ơi, gạt bỏ đi em. Gạt bỏ cho lạnh. Trời ơi, không gạt rồi, yêu. Mẹ yêu, yêu hết luôn à. Đốc, đốc, đốc. Nóc bọc ra. Trời ơi yếu. Yếu muốn gục một cái nhạc đúng không? Ô rồi lại còn Orion nữa. Ôi trời ơi. Bọc nóc. Trời thật yếu luôn. Bò ngu. Ôi trời ơi. Cũng vậy. Hai nóc. Tỉa, 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 nhanh luôn Phúc. Mày khỏi chạy. Trời ơi. Má, em không dám. Em mới lắng chỗ này đi. Bên trái. Trời ơi, tay trái. Ừ, đúng rồi, tay trái. Thắng tỉa luôn. Ai cứ kệ bị tay trái bắn léo rồi. Anh tôi có sọc rồi. Thấy rồi. Ừ, thật tiếng dối luôn nè. Cho không thấy anh tôi. Ây da. Ừ, thằng này cũng khô. Tự nhiên
đó chuột cao su vậy? Ừ, má ở trong có kìa. Thấy rồi, mà nó không thấy hả? Ôi rồi luôn, xui rồi. Ui, má. Ui trời ơi. Nào. Đây, Khánh, băng, má, này đây Khánh. Còn bảo phải Khánh. Má, sạc nét vãi nồi. Ừ, quà nó sạc hay lắm. Sạc hay vãi. Mà em vô phụ kìa. Không, này được rồi. Cái chục của Khánh là hồi băng có đam, mà hồi băng không có đam. Ui. Ủa. Ê, rút tay trái có không nào? Thằng này hai viên xe, hai viên rồi. Nóng hai. Ê. Hình như còn tiễn, tiễn. Anh hồi máu Khánh, hồi máu cái Khánh. Từ Khánh. Anh hồi máu cái, đừng có ẩu em, bắn cho chắc chiêu từng quán đi chứ. Trời ơi. Đó. Bắn cho chắc chiêu từng ván cho em. Chết rồi. Này, 8 điểm tiếp tục anh em ơi. Quá đã. Tại nó khịa mình chứ gặp mấy mình cũng có khịa nó đâu. 7 điểm cũng đẹp rồi. Bây giờ mà bạn Hana Baby này đá mình không kẹp hách này nha anh em. Không kẹp hách đá mình này. Vậy thì mình bắn thôi. Chứ kẹp hách ai bắn. À, hồi sớm giờ thì bạn cú đi. Từ hồi sớm tới giờ bạn Hina Baby này kẹp hách đá mà mình không có chơi ván nào hết trơn á nha anh em, cho nên là bây giờ bạn nó nghỉ kẹp hách rồi bạn nó đá mình. À, không kẹp hách đá thì mình vô thôi, còn kẹp hách đá ai vô. Hay là nó kẹp thằng hách khác mà mình không biết không quay. À từ từ giống nào thôi, chưa biết nha. Coi chừng thằng Ka Duy đó nó hách mà mình không biết không ta. Đâu, thằng Ka. Anh rồi sao nghe dương ảo à. Bình thường là cái thằng kia là Dương, cái gì Dương á, chứ không phải là Dương này, không phải Dương Cánh đây. Thằng kia là Mờ Dương hay F Dương gì đó. Là cái thằng đó nó mới hách. Còn cái này thì không biết, cái này chưa biết. Đồ nó dụ mình để nó one shot kìa. Các bạn Hina Baby này nãy giờ kẹp hách đá mình không chơi ván nào hết trơn. Cho nên là giờ bạn bỏ hách ra rồi chắc hách nó đi ngủ. Nè, bả nó có 2 thằng tốt kìa. Công ai đó, mấy bạn mà không kẹp hách nè, bắn thế này nó mới vui nè. Thắng thua gì. Đúng rồi, kẹp hách làm chó gì. Đó, mấy bạn không kẹp hách, mấy bạn bắn thế này mới vui nè. Mình không chơi thôi anh em. Đúng rồi, cháu đù. Ủa, kéo phát bạo không phải vậy. Anh được mấy kêu rồi? Một kêu à, này Orion diệt. Tính gạt đầu quá, mà nó không cho mình gạt đầu quá nữa mà. Đây, để ý kêu của anh luôn cho. Còn một thằng ở đây nè, tôi đưa được. Ok. À, nó chạy tới đây rồi. Đây này, trong nhà. Đó, bạn mà không hách nè, bạn không kẹp hách thì bạn đi. Rồi, lên đây anh em, béo rồi. Bạn mà không kẹp hách, bạn đá tôi là bạn khóc thét luôn. Bạn khóc thét luôn. Đù, mong cứu nào. Đâu, anh cay thằng này, nãy giờ nó kẹp hách nó đá anh. Nãy giờ nó kẹp hách nó đá anh biết bao nhiêu ván rồi đó. Bây giờ hách đi ngủ rồi. Hách đi, ngủ rồi. Bắn càng, gấp. Bạn mà không kẹp phi mình chỉ có lụm bạn, lụm mình sập bạn thôi, mình đâu có sợ. Bạn trời ơi, con thú vị. Không, bây giờ bạn lập team khác bạn đá tôi cũng ok nữa. Miễn tôi lập team khác đá là được rồi. Tôi vẫn lụm mình sập bạn được. 80 điểm. K2GAM 200N sắp. Điều nào mà gần xong á, mình nhảy xuống nhà dưới trước rồi mình đi bo. Nhảy cửa sổ dễ chết lắm. Thời điểm này anh em gắng bắn trước một người nữa là đẹp. Rồi đi nè, đi bo nè, đi bo nè, đường này nè, anh em đi chung với anh đường này nè. Một nóng nè.
Orion. Trời. Đây đây còn một đây, còn một đây thôi, còn một đây thôi. Nó Orion nha, nó cân được nha, cần cẩn thận nha. Bây giờ xuống đây em xuống rồi hay. Cậu mang ho thoa khó chịu nha. Orion, ôi chết rồi, nan nó tỉa tên nhạc giáo á em. Nan nó tỉa tên nhạc giáo á. Hay, hay. Trong nhà hai thằng nha anh em. Nó cam rồi. LSMOBILET cây. Nó có Orion á. Hay. Bắn rồi mà bắn hù thôi, em bắn hù thôi chứ thiệt sự mình đang bị khóa rồi, mình đâu có dám chơi. Rồi, bo mình. Tại đây còn thằng Orion lúc nãy. Mày cân nữa đi Orion à. Còn tao là mày cân được lắm. Còn anh mày cân được chưa lắm. Ok. Ôi mình tính làm bộ mình cứu đặng mình nhảy ra mình bắn á. Mà nó qua bắn bay vô đầu luôn trời. Lại khóa mình nữa rồi. Ui bo nó nữa. Lương Nguyễn Kai. Số chết bo nữa. Trời ơi. Trên nóc. Ôi. Hay em ơi, cố lên. Trên nóc cái đầu quan. Quan. Hay. Trời ơi, quan sao bữa nay bắn ẩu cơm nào, nãy giờ mấy quán luôn à. Lương Nguyễn Kai. Quái chữ thì cái cho Phan này quan ẩu ghê, nãy giờ ba bốn quán rồi, ba bán liên tục luôn. Thôi quá chân được 80 điểm anh em ơi, tí xíu nó mất 80 điểm rồi. Bữa nay V Hoàng anh em tự chiến gặp ngay H Đăng với lại Hoàng anh em tự chiến luôn. Góp kêu nào. Ta 10.151.125. Dễ chém được anh lắm. Hay. Còn một em. Trên nè. Xong. Cậu một của mình hình cậu lắm. Bốn. Cam ở đây luôn. Hay. Hay, cái kìa. Lên đi. Hòa Khánh. Anh ơi, đá cốt em ranh huyền thoại có đá. Để mình quan sát coi nó ở đâu cái đá anh em ơi. À, bên trái hàng rào. À rồi, thấy rồi. Trong nhà lời có hàng luôn. Hay.
tao đi thì tao không chết vậy. Ui trời ơi, phải cùng một anh em ơi. Rồi tiếp tục điểm, tiếp tục nha anh em ơi. Hay tiếp tục 80 điểm quá trái anh em ơi. Hey, trẻ trâu K14 rồi, bữa mới gặp trẻ trâu K11, bữa nay gặp trẻ trâu K14 anh em ơi. Lên. Ui mà nó công luôn á vậy. Khánh cẩn thận nha. Bên đây Khánh ơi. Hay. Huy Đàm, thế cái mặt nó. Trẻ trâu K14 này ghê quá anh em ơi. Cái gì mà cái nay cố gắng lên top 2 rồi mới có tùm cho anh em nha, anh em khỏi phải lùa nha. Theo tôi thấy là ở trước mặt của tôi bây giờ là đang có không người, tại vì chưa đây mới nói xong rồi có một thằng cầm AD94, nó cầm ngay chỗ cái thùng gỗ, nó đứng ngay chỗ thùng gỗ và nó chuẩn bị bắn tôi. Có một thằng tấn công qua, hai thằng, ba thằng bên đây, ba thằng bên anh, ba thằng bên anh, đừng bắn quan, từ quan rồi bóng nóc nè. Hay. Cảm ơn nha. Hai nấu. Đây là Bảo Khánh. Hay. Quán này mình có cái sạc anh chả khác nào mình lấy cái sức con bò mày đập cái thằng như con kiến. Này thì theo tôi thấy là đây là cái chiến thuật mà tôi đã bắn rất là lâu rồi, nhưng mà tụi này nó khôn quá, nó không vào. Cứu em, cứu đi. Cứu Hoàng đi. Cảm ơn nha. Nấu một. Con chó này an toàn anh em nha. Ở bên đây có một thằng nữa. Vô nhà đi em, vô nhà đi. Ôi, sao chết hết rồi. Ôi trời. Hết hả? Ghê quá. Từ từ lại lượm mới được. Một thằng ở nhà cầm thẻ. Sợ quá cây. Một thằng ở trong anh nè, một thằng ở nhà cầm tỉa với là một thằng ở trong anh ngồi ngay thùng gỗ này. Nó đang kéo súng này, hai thằng. Ôi, ôi thôi thằng đã sai hết thiệt rồi. Hết thiệt rồi. Nó xài kim đầu cái gì rồi anh em à, thiệt rồi. Ôi giời ơi. Thế nào? Đây này, anh em thấy nó nhảy ra mà nó ghim chính vô cái đầu mình là anh em đủ hiểu rồi. Nó đây nè. Ôi lại kim đầu rồi. Lại kiếm đầu luôn á, thấy không? Thằng này không xài đồ thì đi, mình đi bằng cái đầu rồi. Chắc tí xíu mình bắn tầm xa đi, hạn chế giao tranh tầm gần đi anh em à. Bắn toàn dính luôn cái đầu không à. Hay. Sau lưng em, sau lưng kìa, giết sau lưng cho chết luôn. Trời ơi. 8A09 heal. True kill. Thôi thằng này nó xài đồ rồi, bắn không hỏi đâu. Yêu, siêu nhân rồi. Biết mà thấy nó bắn kim đầu không anh em à. Chắc là không hết đâu, chắc là kỹ năng cao rồi. Hay. Không, chắc là kỹ năng cao rồi. Chắc là kỹ năng quá cao anh em ơi. Hay. Chắc là kỹ năng nó quá cao anh em ạ. Cái thằng đó nó bắn dính vô cái đầu không anh em ạ. Mình Vương Hồ, thầy ơi. Nó đi móc nè. À rồi, thầy quên cài nút. Mày mà không bắn súng nó ta.
JJSJS. Cố lên. Dính vô đầu không à. Vãi, đục vậy mà không chết rồi. Anh em thấy không, đục tới vậy mà nó không chết luôn á.